Bạn ơi, vui quá là vui, bao cái tim trong tôi thần kỳ. Mọi người có biết cái bài hát này là ở đâu không? Đó chính là bài hát rất là kinh điển trong phim hình Doraemon. Và ngày hôm nay thì An sẽ làm cho các bạn một món bánh rất là ngon mà Doraemon rất là thích. Đó chính là bánh cây Doraemon.